Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Khoa học đã công bố danh sách đề cử Oscar cho năm nay. Bộ phim về Tổng thống Mỹ có tên Lincoln dẫn đầu tất cả các phim với 12 đề cử. Các đề cử được công bố bởi nữ diễn viên Emma Stone và diễn viên hài Seth MacFarlane. Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2 tới. Máy bay dân dụng đường xa mới nhất của thế giới, chiếc Boeing 787 Dreamliner, lại gặp phải những trục trặc mới. Vụ việc mới nhất là hãng hàng không All Nippon Airways Co. của Nhật đã phải hủy bỏ một chuyến bay Dreamliner vì có vấn đề với phanh. Chiếc 787 bắt đầu được đưa vào sử dụng với mục đích thương mại vào năm 2011, sau 3 năm được hứa hẹn. Boeing đặt rất nhiều kỳ vọng vào máy bay Dreamliner. Loại máy bay này chở tới 290 hành khách và là máy bay cỡ lớn đầu tiên được lắp ráp chủ yếu từ vật liệu tổng hợp thay vì từ kim loại. Nó tiêu thụ ít hơn 20% nhiên liệu so với máy bay có kích thước tương tự. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.